Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng BINX Các bạn sẽ cùng với mình tham gia một chương trình Arop Để có thể nhận được 30 đô USDT phần thưởng đến từ nền tảng BINX Ở trong đây thì chúng ta sẽ có thời gian thực hiện từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6 nhé Ở trong đây chúng ta các bạn mỗi cái sự kiện thì các bạn sẽ có 1.000 suất Rất là đơn giản thôi Sự kiện thì các bạn sẽ tham gia như sau đó, lưu ý trước tiên nó với anh em đó là sự kiện này dành cho người dùng mới tại khu vực việt nam ra sự kiện và người dùng cần phải đăng ký để tham gia kiện toàn bộ các nhiệm vụ nó tách biệt nhau nhé anh em có thể tham gia nhiều lúc nhiều sự kiện ở trong đây thì phần thưởng chỉ dành cho một nghìn người là dùng đầu tiên 300 người dùng đầu tiên hoàn thành kyc có thể cái này thì nó khó họ khi không chính xác lắm ở đây thì chính xác là một nghìn người nhé ok ok cái này là nhiệm vụ cây xin lỗi anh em Đấy, tức là 300 người dùng trong trong số những 1.000 người dùng đầu tiên thì 300 người dùng thì có thể nhận thêm được 5 USDT sự kiện được uh, thống kê uh, cho, cho địch uh, nằm giữ chỉ một phút trở lên và phần thưởng phân phát trong 3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc ở đây chúng ta sẽ có nhiệm vụ nạp ròng nhé như nhiệm vụ nạp ròng chúng ta sẽ à, nạp ròng ít nhất 100 đô Đấy, 100 đô thì anh em có thể nạp tiền spot rồi mình khuyên anh em đi nạp USDT nhé Đấy, ta nạp nạp ròng 100 đô à? Đấy, nhiệm vụ rộng 100 đô và đây có cái nhiệm vụ dịch hợp đồng Tính những khối lượng từ 2.000 đô thì các bạn sẽ nhận 5 đô và hai à, 20.000 đô thì anh em sẽ nhận là 20 đô anh em nhé đây là sự kiện khá ngon và vì có số lượng slot hơi ít nên mình sẽ làm video rất nhanh thôi anh em chúng ta tranh thủ chúng ta tham gia ở đây thì các bạn sẽ ấn vào nút tranh thưởng ngay để các bạn tham gia nhé bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn theo tiếp theo